Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chiếc lò xo xoắn với phần mềm Sketchup. Đây là chiếc lò xo mình đã vẽ xong rồi. Mình sẽ view cho các bạn xem. Chiếc lò xo này có vòng xoắn với đường kính là 400 mm. Để vẽ chiếc lò xo, đầu tiên mình vẽ một đường tròn có đường kính là 400. Mình sẽ dùng lệnh để phá cấu trúc đường tròn. Sau đó mình dùng lệnh push để kéo nó lên đoạn là 150. Mình sẽ bỏ mặt trên đi. Sau đó mình sẽ xoay một góc 15 độ. Bây giờ mình sẽ copy các đường thẳng nghiêng này lên 23 lần. Mình sẽ giữ lại một dòng xoắn. Mình sẽ rút cái dòng xoắn này lại. Còn toàn bộ những đường xoắn khác thì mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ vẽ đường xoắn này với độ cao là 300. Mình sẽ copy lên là 10 lần. Mình sẽ được 10 dòng xoắn. Mình sẽ vẽ hai cái móc ở hai đầu của lò xo. Giống như là một nửa của hình tròn thôi, nên mình vẽ một đường tròn, sau đó mình cắt ra làm hai.
chưa nói thôi. Xong một cái móc ở một đầu, bây giờ mình sẽ copy cái móc này về phía một đầu còn lại. Mình đã vẽ xong hai cái móc ở hai đầu của lò xo. Mình sẽ dùng mình follow me. Giờ mình đã vẽ xong chiếc lò xo rồi, mình sẽ điều chỉnh lại để loại bỏ những cái đường ranh. Lò xo của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tô màu cho chiếc lò xo này. Mình thì rất là thích màu vàng, nên mình sẽ tô màu vàng cho chiếc lò xo này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé.